Dilo. Yo. Nào tí mẹ không đổ nó láo. Khoan đưa đâu mà. Bây giờ béo nha nè. Nhanh lên. Alo. Kia đã giấu mua. Đi ra vào đi ra. Tập cái khuôn này. Bác lấy cái này đi à. Bác lấy cái này đi. Đi lô. Hả? Không đi rồi. Đi thôi. Đi rồi à. Đi bắt ong rồi. Đi ra đứng. Ông ấy. Bác con đón con đi chưa? Bác con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình làm dép lại dấu dấu à. Sọt ở dưới đất cho nó khỏi ấy. Nhanh. Đi đến kia, xó đến kia. Nào mày xó cho nào, mày lao cho nào. Ô, gì lúc? Con này. Đi 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 đi. Cái cổ. Cái cổ à? Cái cổ gì ra phải sửa như cục nha em nha. Rồi. Giờ mẹ nó ướt. Đằng nào tí cũng bấn. Bọn à? Mày ấy? Không thiếu. Bọn mà cố gắng cái bọn mày thấy nè. Cái bọn mày á. Tui rồi. Mày. Mày quá tao vậy. Cái này đen 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 vậy. Đen đen thống tao mới xuất cho tui nha mà. Chán thì nên thế nên nó tiếp vô khốn. Ôi nó có mấy cái hộp tạo áo. Cô đó. Mà được chưa? À vậy thôi. Mà không á, giờ mà cút một chiếc.
chú ý tới nha. Chú là tôi dùng siêu này, ngon hả. Trời bán muốn ăn sợ bớt. Để chàng hú ổ. Ừ. Đó phải đảm nó khó cháo quá. Đám. Nó mà hiểu không? Còn chàng sao tôi mệt cố. Úi. Đi ở phía nữa. Đó nè. Chị xí ạ tạo. Đó có. Để cho con đi chàng đi nè. Ô để chàng hú đi. Nó quay cao à. Xong xong xong. Lôi hóa tựa chủ em. Ui, tàu à. Ăn nghe hắn ạ. Để làm gì tí. À, nó cái tàu. Ôi, nó bị tàu chiếm nó lắm hả. Sao 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 chưa sắp xong rồi ăn từ giờ sắp xong rồi bắt ong sắp xong rồi đưa đưa ô nè nhưng mà hiểu hả đủ lắm mà mồi cứ nhiều đây chưa đâu. Bà dâm đắc vải khăn mà hết hấp khăn mà. Chấp ra đời đời cái hên này. Khăn này kỳ lại. Nên mua hùng dâm này chú ra nó. Chắc đó là cái gì ôm nó ở. Em ơi! Em!
Em đi sao? Em à. Mới đáp cái nữa là mình đáp tháo này là. Mất bài hay lọ. Lưu á. Mà cái cặp này mới mà. Bảo cái cặp này ra tính. Cái phân này. Dốn này, chuẩn bị đến máng này này. Xếp đặt cái dốn này. À, tại em mua ấy. Ở mình cắn một hôm, mình lỗ, mình lưu lỗ. Tốt thế này. Nhi à nhà mà. Dạ chị. Nhà hơi em đi ai họ. Dạ. Nó chim giỡn đâu. Muốn giỡn giờ này. Muốn ai giỡn với nó nó tặng giỡn luôn. Ăn quá hả là? Ăn đây là thịt cấy quá. Bạc bạc bạc. Cái này cho nó đi đấy. Nó đi ạ. Cho nó đi kiếm ăn đấy. Rồi, ok rồi. Thế rồi ạ. Về đó. Cái gì? Cái này của con gà cơ mà. Đứt tay. Mẹ cho nó à? Gì? Nấu. Qua tí nó à? Mẹ thế. Mẹ nó ra đó. Con nấu chưa? Ta nấu trước. Có một tí nó nấu rồi. Con đừng để ở mẹ. Ngồi. Ngồi đi. Ngồi con. Để hấu lướt đi. Ngồi anh còn ngồi. Mà tổn chào mà muối rồi rồi thôi mất tôi đang tổn phun nhà này mới ra mày rồi á vừa nói sẽ có muối được đun là có muối với lại muối thôi đấy con cua mắc kẹt nữa bao bằng cái này à cả cứt à. Thế muốn ăn đi bảo bác đi lấy cái gì về bác con cua mẹ nấu cơm nhá. Đi về bác con cua nhá. Đi cầm con cái chậu ấy. Đây cầm cái chậu đi theo thì. Bác nó tiếp tục. Lần nào đâu. Má ơi, đi bắt cua đó.
quần mẹ thế. Nào, thế mẹ ngán nào. Mẹ đuổi. Mẹ đuổi từ dưới này. Chán chả tỏ nó phải chiêu ta tỏ dưa dưa muối dưa nhà nó quay hảo nghe hảo à hảo là hảo là hảo là tí tôn bán cho ông bà kia. Không cắt vào đấy. Rồi nãy ta ra. Ai bảo rồi? Đã tập được khi ta hả? Rồi, phải lại thôi. Đi điên mà. Ừ. Mình nhìn nhanh rồi đó. Tôi nhìn nhanh. Đây chúng đợi, đây chúng đợi ba. Đây chúng đợi. Dây cũng được. Dây cũng được. Đây chúng đợi ba ơi. Nó ăn rồi chứ thiết bản đó. Bây giờ tập nó làm ăn á. Nó là tao làm ăn cái tiền á. Bỏ ăn cho đó. Nó tới đây cũng đó. Tới đây. Ôi tập gì á. Chị chẳng hỏi cái chùa má. Em tăng này chị đi. Ờ. Thằng ăn em á. Mày cắn lại chứ. Nướng con cá về. Chấm chấm. Đừng đừng quên. Đừng đừng láo. Đừng bắt vào chùa. Đừng bắt vào chùa. Đi bắt cua đi. Bắt đâu? Bắt ở trong kia. Bắt chuối nhiều. Bắt đâu? Bắt trong kia đi đó. Cầm cái ống đi. Okay. Ừ. Đâu con.
đổ cho mày xem nào. Đâu? Cô đâu? Ra hết rồi đó. Em cầm cho ra hết rồi đó. Có cua rồi nhé. Đây. Mấy con? Ba con. Mấy con? Còn đâu? Hết rồi. Cầm một con kia mà kẹt cho á. Con nè. Sao em không lấy cái này đi 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 bảo con cua nó ăn đã được không? Ừ, cái này là lan nhỉ nó. Nhìn nhiều nhá. Cá chín chưa? Cá chưa chín. Chín rồi à? Chưa. Chín rồi à? Cá ở đâu? Chín rồi. Chín rồi à? Cá nhá. Ừ. Anh cho ta lên. Bác ơi. Cái gì đấy? Con đau. Đau đâu? Ba đánh. Thì tôi chặt cái mũi ba. Quách. Một, hai, ba, bốn, năm, chín, bảy. Cái đây là cái gì? Ba không hiểu. Đông đau. Nè. Cái này cái gì á? Đập lên đâu vậy? Cắp bông ra. Phát thì thuần. Vậy. Cho anh tính trỏ nữa. Em từ từ đây. Đá tên cha đâu. Ai ai ai. Ôi có viên nước chấm lại ấy. Nhà ngồi đây. Kệ. Đây đây. Quách quách quách. Không được khóc. Nằm xuống. Nằm xuống. Trời ơi, cái thằng chọn mà chín chứ. Nó có cài đấy. Chấm mà. Nó có cài đâu mà. Để đây. Để đây. Mặt luôn. Nè. Anh đi đâu? À. Ui. Đó kia. Ừ. Này, tôi là mẹ này.
cua. Làm miếng em. Hoàn nè. Ngon nhỉ. Ngon lắm. 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 Chúng mà ăn được không? Không ăn. Ôi, xong xong xong. Đến nhà lắm. Mông mông. Con chó. Con chó này ngoan à? Ngoan đâu mà ngoan. Chứ mà thịt chó. Con cắn đâu? Cắn á? Không nghịch nó. Đây, biển đi. Em ngồi đây này, em ơi. Con ngồi tới to, con ngồi tới bé. Ơi, à đây. Bạn xếp đâu rơi vào đây rồi. Đâu, ngồi đây này. Đây nữa. Rơi rồi. Đây đây đâu. Đây. Chơi đâu ba? Chơi đâu ba? Bịch tính, ôi giời. Bịch tính. Em nhìn của em á, mẹ nhìn của mẹ. Ồ, nè. Mỗi người một miếng nhá. Hai người. Hai người ăn miếng. Hai người ăn miếng, chúng ta. Miếng một đứa. Chíp mình sẽ ăn miếng chúng ta. Em ngồi ở đây đó. Em ngồi xuống dưới đi. Ăn miếng chúng ta. Em là ăn cái này có nên ăn đâu. Cho đi, xếp tới mặt kẻ này. Hello. Là... Mày sao còn ngon cái toàn mà. Cái chán đấy. Thôi đi chơi không? Đó. Đi lên. Đi chơi lại. Đi chơi anh à? Đi công an hả? Đi chơi. Lấy cái túi đó. Đi tối về nhá. Ngồi. Không ngán nhá. Ôi giời. À. Chủ nhà anh nằm đây. Thế im nào ạ? Ôi anh đi. Được. Bây giờ nó quế á. Bây giờ. Cái cành của dòng.
cần cơ để mê. Quá. Gió. Quay, quay, quay. Cái mặt đấy. Ôi, đâu còn béo. Thật ra thật chăm, ồ. Ủa phiêu là. Dạ mày lo. Em nhá. Vâng. Nó cái này thật tổ à. Nó cái này bị bắt nhờ, bắt nhờ. Ừ, ừ. Thật chăm luôn. Ừ. Ừ. Bế gì? Cần gì bế? Con qua đường kia nhá. Con vác sẻn nhá. Bà vác cái này đi xúc cái. Ừ, con đi cái này. Ừ, được. Mẹ em đi chưa đi à? Con đi. Đóng à? Cái cửa vào. Nó qua chặt tủ con phá lẫn vào sẻn. Thì bật ta thôi. Vâng, con phá lẫn. Sẵn đây. Chú để sẵn đây chú ơi. Bật ta. Ôi, kia nắn đã nó mà béo nha nè. Ồ. Ồ, tao mới phá khăn mà. Kem tiêu bà lộ. Hả? Hả? Ờ, kia. Ui dìa. Em không nhìn lưng nha. Nhìn cái sát tuộp dọc. Hả? Bà tụi tụi là phát cho là này hả? Rồi sao lại quá. Ừ.
Bà ở kia không ở? Ở mà bà ơi. Giờ thôi thôi cứt để gì á. Ôi giời, nó lỏ nó vào này. Em chạy xa ra em ơi. Gì đó đó. Đây là có người ta lồng chim nhỏ không? Thiết biết là ý tưởng gì? Bác cáo lắm rồi á. Cái gì kêu? Con đi nghỉ con đây. Vâng. Con đi chơi thôi. Đấy, bà ở kia chờ không ở. Này chứ. Con đi lên lên. Con này đi chậm. Na. Cho ở đây luôn. Em lấy cái này này. Từ dưới này nữa. Cái thùng chán mất cơm á. Đi đi đi. Mất đi. Ôi giời ơi, em hả chán chứ. Phải á. Tạm bắt bọc. Cái bọc đi ta thai được cái đĩa này. Cùng lấy đó. Đi. Đi đâu. Cái chim to được. Cái chim to. Cái chim to. Cái chim to thật nhỉ. Em bắt được thun dung, em bắt được thun dung, em bắt được thun dung. Đi đi đổ con cá kìa, hứa kìa đổ con cá đây được. Đi. Đi đánh thuốc đó. Đi đánh thuốc đó. Tài lo. Bác ơi. Ơi. Người này bỏ lên, bỏ lên. Bác ơi. Cái loại này đấy, ngộ độc thuốc đấy, cá đấy. Ôi ôi, chỉ cần xinh thôi. Cho con cá chết đấy. Cái đá nó là phiên. Mẹ mẹ ơi, ở đây nuôi cá. Nuôi cá? Vâng. Mẹ mẹ. Nhiều cá à? Bắt được tới nào à? Ôi, tên đá phim hạt kịp nèo. Chặt hoàn dịp 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 đô. Mà tải mà. Cá lồ dưới. Đâu, cá ở đâu? Đây. Không cần để nước đâu con ơi. Không cần để nước đâu. Thì nhặt cá rồi đổ nước vứt đi. Đấy là cá. Cồn tên đấy. Ôi dồi. Nó sắp chết rồi. Thả vào ở nước.
đó. Đó. Kia. Em còn làm nó đụng hết nhưng còn không thể cả đâu. Đó mà. Ui, hàng xuống. Mấy anh nó hàng đâu hàng đâu hàng đâu. Chết đi. Một con đây, đâu đây đấy. Ra bà tu bà. Không dứa. Không dứa. Em ơi đó. Chưa. Chưa. Cái này cá luôn. Ôi. Thế này. Ủa nhớ này. Đó. Ừ, nhớ nhớ nhớ. Nhớ 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 sao bắt được nhỉ? Đi lấy. Dài thế này. Mới là thịt canh đấy. Ồ. Nhanh lên. Ôi. Nào là đi nào. Đi bán cá. Đi về. Bà đi bán cá đi về. Đi về với thay quần áo kìa mẹ. Em nhìn.
Mệt ơi. Đây không? Không gì chết. Thiên là mày á. Tôi giao tôi đặt thôi.
Mà em liếu lộ à? Dạ, tao dùng hộp tiêu mà. Không rồi đó. Tại sao cả? Cái máy rồi đó. Cái máy nhà đó. Mà có mấy che hả? Tại vì mà phải không? Ờ, che xong. Mẹ nè, tại che to luôn. Hay kia mượn nó luôn á? Ờ.
bay nào. Có con gà. Vậy, cái này là chậm mạnh mà. Cái con thịt xem đã phố. Muốn tôi phát dành đâu. Đây. Nó không gì mà đang ở ngoài phải mạnh thế. Lời chê. Đó là vua gà ta rồi. Nhà cá nhà hoa là cô hoa hả? Kẹp cái nhà cam á. Có tiền nhớ á. Tiêu rồi phải. Bà kiến của nó kiếm mấy cái tôi lãng nhẹ nó biết.
phun ấy ấy. Hello,
nó có non liu nó hả lên quê mà thò điện thò tăng thiết của mình tài tài trao tài đa hoa nó đá có muốn mình đi hồi vô rồi à nó lỏng thường nó đó ừ. Dễ đi đón gia đình hôm bơi dám cái nhà cái tiệm đi dẫn hết đi nha thôi nó chặt chặt muốn nó chặt chặt nha hiện tại nó là đánh cho con lại nhắm phụ cận kho bò à kho bò cắt tài táo không đúng rồi đây đây con kẹp mẹ này hơn hai kẹp mẹ liều rồi đấy mẹ lô ô hai độ mùa che mùa nọ mùa ọ tập đi nha buồn nè à điêu hay là bay à nè chỉ cho đừng nói hai hiểu hả ôi mẫn rồi là thật cho đau hơi tiêu thật cho đau hơi đồ này mà tu lậu
Chả y mét đồ ấy. Mình như xem ba vậy ạ tại. Tôi nói ba tôi mà đồ. Nhiên chịu ạ. Đợi. Lủng đáo thì dành cho họ. À hồi có chia hôm nay là rửa chết đấy. Hôm nay bật chia hả? Được rồi, nhiều lắm đắp rồi. Chuyện liều phút lắm. À lại nhìn lao cái bánh này. Bài nghe nó
nó nè nè hả? Ông kiếm không? Có thể đào đâu đi, tại nào không kìa, tại cái ai, tại cái ai ạ? Gì cả? Nó phải đào lắm. Không nhiều nơi kém hẹn sao mà có nước tiền đây? Vừa đánh cái còi. Cào. Cào lọ. Bỏ quá. Ăn no đầy bụng đầy hơi thương đấy. Là nghe gì vậy? Có cả tàn rồi. Đã hú muốn nó tệ. Chú hả? Chú ngạn. Nó mà hả? Hiếu điên vậy không bằng phi đào. Phi đào hả? Tóm tiêu đi. Nó tăng cái hồ hết. Hả? Cái hồ hết. Được, đúng rồi. Mi làm giỏi lắm. Tiếp tục đi. Hôm nay cảm ơn bạn đến với thế giới của chúng tôi. Đụng lạ. Đùi thôi mày cái kỷ. Quả, khi ông bày này con lạ đô. Cô đang nhớ xuống. Ồ, nát buồn. Quay chưa? Cái máy siêu rồi đấy. Oh.
chào mừng bạn đến với nhà của chúng tôi. Đã nào tôi mò. Ta lọ gì ạ? Đúng. Ừ. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà của chúng tôi. Ăn đi. Giết từ bạn nữa chăng ạ? Chăng ạ? Ừ. Nó phải hiếm mà được đó chăng ạ? Có nhận rất chăng phết. Quả cà kèm thì như nhà bò. Đau đây, mưa nó màng á. Sao tao bớt nhát cành chưa phung rồi? Mà là... Hết à? Nhét. Rồi. Rồi tao tao... Nó mà. Mình sẽ làm một... Gì? Có đỉnh lỗng tiêu. Một đào to hao đần cả là tôi đi lên rồi quyết định rồi alo được hạt bạc chặt chặt chưa gì ô mày
Hào hán à? Con khô à? Khoai khoai toàn khoai. Loại là gạch trang á bạn. Mà gạch trang nó ta nhận tôi mua hàng. Cơn 20.000. Có hoa nó mãi thật quá. Cô mời mẹ hả? Cô nhả? Quả. Ngọt ạ. Ngoài em rồi nó hiểu the line the line tại bữa lô hoa rồi vẫn như hoa giản thôi nè nhoáng cái chùa giản phụ địa hoa nó che ở mà có mấy giờ cả hơi thế hả? Sắc chuộng hình ảnh chút. Một khoai bắt tạo là cắm ơi đó. Năm ơi viết giả thích chị là phải phải cái khát sốt đi được ta mà tập quật à nó đặt từ đồng quân nhá.
có hả? Cho nhờ mà. Ôi, xíu à. Có mà hả? Nó thì có to. Sống. Ngầm. Vậy là có to. Cắt ở bật cua cho mình nữa. À. Cần nó. Ăn hồi chăm phụ để. Ông để chăm đấy. Nhiều hoa mày thôn trao á, liều rồi đi mày. Giờ ao một kẹ, những cái cục chăm này. Bố ơi, giờ nhà hảo. Ôi, đi qua lại. Ô. Ô. Mệt biết là chưa. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn nhà là mẹ nhà mình nhớ chết cho hai lão đó tụi mình nhập tới thì chưa hai lão bỏ quá nó đã ôi ôi này hiểu nhiều quá kia hắn tụ rồi hắn tụ rồi tụi này hắn tụ rồi tụi này hắn tụ rồi tụi này hắn tụ rồi Hey.
Từ từ xí. Cái mặt phải hay là được. Cái quần to. Ôi mưa ảo, nó bụi to lên. Ăn ý chứ mày. Ăn ý chứ. Là nó vượt mất. Nó toàn đeo tay để mẹ. Cả tay gì ạ? Tên như thế ạ? Thế nào? Khoai đang đa tàu, thế nè. Lại ăn thế nào nữa rồi. Ơi, con nhớ. Chưa làm rồi. Chưa làm rồi. Mà làm mấy mềm mùa của nó. Đúng đấy. Chỉ có mùi mắm của nãy giờ liền nè. Còn em phải bố mình cởi rồi em nãy đợi mùi. Hắn cảm ơn bọt.
chết tình. Ồ, thuốc cảm giác tại ha. Đục hoài thằng kia kìa. Cảm nhiên rồi ạ. Cái lồng cá nó tịt cú à? Đi sẽ có để cái này nó mới chịu rồi. Thank you.
bố con đi chợ. นะนะเจริญต่อนี่ๆก็ตัดดูนฮะนะเนาะไปฟังสู่เสียบ lần lần này lên em xem thiếu cái gì không em gọi để trước khi em chẳng gọi được thì qua chị đã quên thế bực lắm rồi phải không? Bực thì khóc, bực thì khóc đi. Ghê hẳn, ghê hẳn luôn này. Mà chị thấy ghê rồi phải không? Em còn làm giàu cho họ mà em không có tiền là bán có lời đâu.
Ao đó à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong ông gai thôi.
chào con. Đi chào về à? Chào con quên muối. Tao tên hoài á. Đi đâu mày có hai à? Bay nè. Làm cái gì đó con? Mày nhé mà mẹ đau là đầu vết mẹ lắm. Cô đây là phía nào à? À. Còn cái này. Ờ, cái này. Bà tống téo. Được đi. Hãy
Thì chín giá gì hai hổ nhưng mất túi bóng rồi, mất ớt nó mở chưa là chắc lúc hai bóng con này chưa hồi xíu bố phơi á.
Em ở nhà lương về không? Bắt ngon nữa. Bà này đúng rồi, đằng sau xít nó dẫn. Em ở đây nhá. Bác đi phát. Bác đi phát nhiều một tí. Phát ở gần đây một tí. Vâng. Đốt tay đấy. Đốt chân đây. Chú chúng tay nhá con nhá. Bác phát cỏ. Đốn à. Mà tôi hàng ấy.
đúng không? Ta tao gọi là mình phản trắng hả? Cho tao vẫn chọc quá tao phản mà đi về đi. Đi ra mà đi ra mà. Đó đó đi về đi ra mà. Nhanh lên. Mẹ mang ngô về cho em nướng này. Em về nhà nướng ngô đi. Cái chân gặp buồn gặp tay con á. Sao lại vậy? Ôi, còn nước mũi thả lọt thả lọt. Tớ cho mẹ ơi. Tớ lại nè. Tớ được yên con mẹ. Ôi. Đuổi nè. Chung. Chung đấy. Không giống con mẹ. Nên giờ nó sát ăn. Mày nhìn quá. Ờ, dịp quả tớ của em hồi nay em bẻ dưa đỡ một tỉnh vật tắc. Ai á. Đốt cả vỏ luôn cho nó tí gốc và ăn nó thơm. Đi ăn kè rồi. Cái nữa. Đi ăn kè rồi, hồi nãy con. Còn ta lai bảy cái gì. Phán. Thế nó suy dưới hết đấy. Cắn chó. Mẹ đi cẩn thận. Này, hôm nay là nào thì nay dầm rồi. Rồi đài cua nữa. Điền đi đây. Thank you.
thì quá nhỉ. Dạ, bình hết ạ. Ờ. Mai không có giả ở lốt. Không đào. Ừ, đưa đây. Đi rửa tay đi. Rửa đâu? Rửa bên kia. Ừ. Mịt. Đánh nó. Cái gì? Bé bố đã mày hãy nhó cái tay gặp mày hãy nhó lo với cho tao mãi hai hưởng hả tao à? Chứ dọn tao biển nó hở, mày đem là khô ở lại là muốn phải đi dọn á. Em đây. Em đi à, cái gì đi à gì à? Ôi trời. Đang bắt bớt tăng. Cái vòng ra gì ạ? Bố à bố mượn. Đó đi tương à. Hả? Bố nào bố nào. Cái gì vậy? Dạ dạ dạ. Xong rồi, cùng em biết. Ăn nó ăn từ đi đâu mà không vậy ăn sẵn này đã ăn ăn tảo cho hoa nó to này ăn rồi nó hàng
con được rồi, cu lắm. Nó có cái phần cái này, xui vua có hai xui xui cồn. Có liu vậy, nó ngon đấy dâm phở. Có anh dọn những cái tiền bán để ta chát tao nhiều nhà hữu. Hê. Hê.
đáng nhớ. Này hỏi cùng với liều thôi. Dạ, hát đất tay là cuộc sống không phải như lúc nào cũng màu hồng. cái đòn nếu lỗ.